Hi, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Và các bạn nhìn xa xa thấy một con hải âu nó đang đậu ở trên cái sông sắt. Đấy. Nói chung là thiên nhiên ở đây nó rất là những cái con thú vật ở đây nó rất là dạng. Và mình cắt mình đón khách nó khoảng bây giờ nó bay mất tiêu rồi, không có đồ ăn. Thường thường nếu mà mình cho đồ ăn nó thì là nó sẽ bay sát mình và mình sẽ làm một cái cảnh rất là đẹp cho quý vị xem. Nhưng mà rất tiếc là không được, nhưng mà camera hãy chuyển về cái hướng mặt nước này, hình như có một cái con hải âu này. Hải âu nó đang bơi lượn dưới nước kìa. Thu nhỏ lại. Có thể các bạn nhìn thấy nó bây giờ ở xa, nhưng mà cố gắng thu gần lại cho nó rõ hơn một tí xíu. Thì đây là một cái dòng sông, nói chung là dòng sông nó thông hơn cái trung tâm rồi đây mình. Và xa xa bên kia là cái cảng đó các bạn, có mấy cần chẩu nằm ở bên đó là cái cảng để bắt hàng container từ các nước hoặc là trong nước nó gửi đến đây để xuất nhập khẩu. Và phía đằng kia, phía bên trái cũng là xa xa là cũng có, đây là những cái chiếc tàu mà kéo, đúng rồi, đây là những cái chiếc tàu kéo nó nằm tại đây chờ sẵn khi mà có những cái tàu lớn nó chạy qua cái cửa ngõ hoặc nó chạy tới cái dòng sông này thì là nhiệm vụ trong đây cái tàu này nó nằm chờ sẵn ở đây là để thứ nhất là chỉ được, thứ hai là nó dùng cái có một cái những cái chiếc tàu nó kéo và đi cho nó tập rách, kêu tập rách hai bên cho nên nó an toàn, chạy rất là an toàn. Ở độ sâu là ở dưới đây là bao nhiêu mét chẳng hạn, nó dẫn dắt tàu, kêu là tàu hoa tiêu đó, tàu dẫn đường đó. Và các bạn nhìn thấy xa mình ở dưới đây chúng ta không có thể để sát camera ở đây được, nhưng mà các bạn nhìn xa về phía bên kia nè. Đó, giữa cái dòng sông gì ở trên kia nó có một cái cột sắt mà trên đó nó có một cái những cái bóng đèn màu đỏ nằm về phía đó để làm chi, để những cái chiếc tàu nó chạy qua lại đây để nó nhìn cái đó là nó biết là chỗ đó là một cái điểm mà không thể vào được. Mà từ cái mặt nước mà nó lên cái bờ để nó đắp cái bờ này thì mình cảm thấy là nó cũng gần 5 mét từ mặt nước lên cái hiện tại mình đang đứng cái chỗ này là 5 mét. Mà bây giờ cái bờ đê mới nói là mình dùng cả cái bê tông rồi, thấy không, bê tông ở đây nè, sắt thép ở đây, dù có nước cao nước lục cái chăng nữa thì cái bờ đê này nó rất là an toàn cho cái thành phố này, còn là không có sự cố xảy ra chăng nữa thì nó không có ảnh hưởng gì đến cái stop. Đây là cái hành lang mà chúng ta có thể thả bộ, thả bộ từ đây đó. Cạnh cái hành lang này nó có cái băng ghế để chúng ta nhìn ngắm cảnh về phía nước và hưởng thụ cái không khí, cái nước bốc hơi lên và nó thổi vào cái đất liền bên trong này, cảm thấy nó mát vô cùng mát khi mà chúng ta ngồi tại cái ánh nắng mặt trời hôm nay. Và là một điều phải nói là rất là dễ chịu cho mình. Camera xem có hai con hải âu đã từ xa thu lại xem thử nó như thế nào. Nó rất là đẹp và rất là dễ thương và nó phải nói là nó dạng, nó gần với gần gũi với con người, nó gần gũi lại với con người, nó không sợ người ta phải bắt nó phải làm gì. Những con hải âu này là ở khu vực này nó rất là ít, nhưng mà những cái vùng đảo xa xôi nước Đức nếu có thời gian thì là mình dẫn các bạn đi xem cái đảo, mà cái đảo theo cho nên nó rất là đông, nó làm tổ, nó để trứng thành con. Đến đây là xin dừng clip tại nơi đây. Hello bà sáu, hello bà sáu. Sao mọi người đây chiêu làm gì đây vậy? Anh cho tôi ăn xong rồi bây giờ tôi còn ngủ à. Vậy anh có một cách à? Cách gì? Mai khỏi đi nữa. Gì? Mai khỏi, tôi tỉnh rồi. Tôi tỉnh rồi. Tôi tỉnh rồi. Không đừng có ở đó.